uống nước nhớ nguồn của dân tộc trong tháng 7 tri ân, mỗi người con đất Việt đều hướng về các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến đời mình cho đất nước với nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ tri ân. Trong mạch nguồn ấy, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã tổ chức thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho 600 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Vinh. Trong đợt khám và tư vấn sức khỏe lần này, tại trạm y tế phường Quán Bầu và Trung Đô, thành phố Vinh, bệnh viện đã bố trí 20 bàn khám cùng các loại máy móc phục vụ khám bệnh miễn phí cho người dân. 600 thương bệnh binh, đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn hai phường đã được các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành các chuyên khoa tại Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, v.v. Ngoài ra, đoàn còn kết hợp tuyên truyền, tư vấn tận tình cho người dân các biện pháp phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện sức khỏe. Đồng hành với nghĩa cử cao đẹp ấy, dịp này, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao tặng 600 xuất quà cho các đối tượng trên. Đối với các thương bệnh binh, chương trình này thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần là món quà ý nghĩa nhân ngày 27 tháng 7. Hôm nay là 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, được các bác sĩ ở Bệnh viện Cửa Đông, Bệnh viện Bạch Mai đến quan tâm khám chữa bệnh cho các đồng chí thương binh binh gia đình chính sách. Đây là một sự ghi nhận rất lớn của chúng tôi đối với các bác sĩ của Bệnh viện Cửa Đông cùng những bệnh viện Bạch Mai. Một lần nữa cảm ơn. Chương trình còn thiết thực góp phần hỗ trợ các đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Đấy là một cái hoạt động diễn ra rất là thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, nhất là những cái hoạt động mà khám từ thiện hàng năm ấy, thì Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông kết hợp thực hiện khám và cấp thuốc cũng như phát quà miễn phí đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như những đối tượng chính sách. Và thời gian tới thì bệnh viện chúng tôi cũng đã có rất là nhiều cái kế hoạch diễn ra khám từ thiện ở rất nhiều điểm cũng như trong các dịp lễ, ngày lễ và Tết. Các bác sĩ tận tình thăm khám tư vấn và những món quà thắm nghĩa tình được trao tận tay các thương bệnh binh, những người có công nhân dịp 27 tháng 7, gửi gắm sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của đất nước, đồng thời là nghĩa cử cao đẹp của các y bác sĩ trong thực hiện sứ mệnh chăm lo sức khỏe nhân dân. Những hoạt động từ thiện vì cộng đồng giàu ý nghĩa này sẽ được Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiếp tục triển khai thời gian tới.